Thưa các bạn, trong chương trình này Hiệp sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng chương trình Zoom để mà các bạn có thể liên lạc hoặc là dùng webinar. Đầu tiên, nếu mà các bạn dùng điện thoại mobile, tức là smartphone, thì các bạn có thể dùng giống như các bạn bấm vào cái phím Home để nó ra màn hình chính như thế này. Sau đó các bạn sẽ search vào cái app, tức là các bạn đánh vào chữ APP. Thế này nha, thì các bạn thấy là đánh trên cái APP để mình search vào cái ứng dụng. Đây là trường hợp cho máy máy iPhone. Nhưng mà các Samsung thì cũng gần giống như vậy. Các bạn bấm vào cái app. Trong cái app này, cái phần search, tức là phần tìm kiếm, thì các bạn đánh chữ là Zoom. Zoom. Zoom Cloud Meeting. Đấy. Thì các bạn sẽ tìm được cái ứng dụng là Zoom Zoom Cloud Meeting. Các bạn có thấy rõ ràng đang đây là cái ứng dụng như thế này, có hình một cái camera trong cái vòng màu xanh nước biển. Khi đó các bạn sẽ download xuống, tức là lúc mà các bạn chưa lần đầu tiên các bạn sẽ thấy chữ download, thì các bạn cứ bấm download. Khi mà nó download tải xuống xong rồi thì các bạn sẽ bấm là open, là để mở ra. Đó. Khi các bạn mở cái chương trình ra thì nó Zoom nó như thế này. Lần đầu tiên nó sẽ có cái dần là Start Meeting, hoặc là dưới này là Join Meeting, hoặc là Sign Up hoặc Sign In. Nếu các bạn trường hợp các bạn không có cần sign up gì hết, các bạn không làm gì hết, thì các bạn từ chỗ này các bạn cũng có thể join cái meeting được rồi. Tức là một cái người nào họ tổ chức một cái cuộc gặp mặt mà người ta cho 9 đến 10 con số, thì các bạn bấm 9 hay 10 con số đó các bạn vào. Ví dụ như trong trường hợp này, nếu như mà trường hợp bạn không dùng cái gì hết, các bạn có thể tấm join meeting. Và khi này nó sẽ hỏi bạn là đánh cái số meeting lên trên này. Các bạn có thể thấy số meeting đây, thì đánh ví dụ như là 1 2 3 4 5 6 7 8 9, tùy theo cái người nào họ mở họ cho các bạn, đó là các bạn sẽ vào được. Ok, còn nếu trường hợp thứ hai là tốt hơn nhất, các bạn đầu tiên thì các bạn có thể dùng cái hình thức là sign up hoặc sign in. Sign up tức là lần đầu tiên các bạn muốn sign up, thì các bạn sẽ vẫn đánh sign up để mà các bạn đăng ký tài khoản. Cái tài khoản các bạn có thể miễn phí, không sao hết các bạn ạ, không có mất tiền. Thì trong tài khoản này nó cần quan trọng cái dòng thứ nhất là quan trọng là email address, là cái địa chỉ email thông thư của các bạn, tên đầu tiên và tên last name. Rồi các bạn bấm là agree, tức là đồng ý với cái điều kiện condition của nó. Khi các bạn bấm xong vậy thì cái điều kiện rất là quan trọng là các bạn phải là cái email của các bạn là chính xác. Bởi vì các bạn mà nhiều khi ấy, khi mà người ta sẽ yêu cầu các bạn vào là email để mà bấm cái đường link, thì cái đường link nó dẫn qua lại để confirm lại. Tức là cái việc mà đăng ký là không mất tiền, mà chỉ cần một cái duy nhất là cái email của các bạn thôi. Đó. Trong trường hợp này thì mình đã làm hết rồi, thì mình đã ra. Thì khi mà nếu trường hợp các bạn đã mà setup xong rồi á, thì các bạn không cần phải chặn một lần thôi, chứ các bạn không cần nữa. Và các bạn chỉ cần nhớ cái password của các bạn. Đó. Cái password thì nó chỉ có số và có chữ gì đó, thì các bạn cứ theo cái quy luật nó mà làm để có tài khoản. Khi có tài khoản rồi thì các bạn chỉ cần sign in thôi. Đó. Ví dụ sign in thế này là tài khoản của mình là như vậy đó các bạn ha. Thì với cái email thì các bạn có thể vào thôi. Và khi các bạn vào thì sẽ như thế này, các bạn đợi mình xíu. Mình có thể đó, thì mình đã vào, mình đánh password thì mình vào. Đó, lúc này thì là cái màn hình của nó sign in như này. Như khi các bạn đã có một cái account, tức là có tài khoản với Zoom, thì các bạn có thể làm cái meeting now, tức là các bạn có thể mở ra, hoặc là các bạn có thể bên này là các bạn join. Là hai cái này các bạn đều được hết. Còn nếu các bạn không có sign up cái tài khoản, thì các bạn không có đứng tự tổ chức được, mà các bạn phải tham gia và người ta cho số và cho các bạn. Giống như lúc này khi mà tưởng tượng như các bạn đã sign up rồi, thì các bạn dễ lắm, các bạn có thể bấm meeting nào và các bạn sẽ thấy là video meeting. Thì các bạn thấy, thì lúc đó bạn có thể có, nó sẽ cho các bạn là 7, các bạn có nhìn thấy là khi mà nó lên nó cho 9 con số như thế này. Ví dụ mà các bạn có nhìn thấy chỗ này 9 con số này không? Đó, thì người khác, nếu người bạn của bạn mà cũng có cái account Zoom này á, thì người đó chỉ cần lúc mà cho in đánh 9 con số này thì các bạn sẽ được gặp được nhau. Nếu mà bạn nào làm xong như thế này thì gọi mình, thì mình sẽ cho thử các bạn cùng thử. Mình sẽ đọc 9 con số cho các bạn thử, và ngược lại mình sẽ cho các bạn có thể thử cho mình cho in ha. Rồi, đó là cái đơn giản như vậy thôi đó các bạn. Cái nguyên tắc là như vậy đó, chúng ta gặp nhau thì nó sau. Khi mà xong rồi á, cái người mà tổ chức thì có thể ví dụ mà hết cái buổi nói chuyện, thì các bạn có thể là ấm cái end cái meeting này, các bạn nhìn, hoặc là khi nó không có các bạn chấm vào màn hình nó sẽ lên chỗ. Các bạn sẽ thấy là cái end meeting các bạn bấm là không kết thúc cái buổi nói chuyện thôi. End meeting. Đó.